cà phê cho chị ạ. Nhưng mà chị nhớ chị đâu có gọi cà phê. Cái váy đấy. Nhưng mà nếu như người mặc nhân phẩm không tốt thì nó cũng chỉ giống như một chiếc váy rẻ tiền mua ở ngoài chợ thôi. Thằng em mình nó bảo rõ ràng, chỉ cần rút cái dây này ra là sẽ không đề được nữa. Thôi chết, anh Hoàng sắp ra rồi. Thu, xe làm sao đấy? Xe em chả biết làm sao mà không đề được nữa. Anh thì anh cũng không biết sửa xe đâu. Anh nghĩ là phải mang ra quán đấy. Thôi chết rồi, thế thì muộn giờ mất. Em vội à? Dạ vâng, em có một chút chuyện. Nhưng mà xe cộ thế này thì đi làm sao được ạ? Thế này đi, bây giờ anh đang rảnh, anh sẽ đèo em đi. Thật à? Thế mình đi anh. Từ từ. Thế con xe máy của em là sao? Thôi nó hỏng rồi, cứ để đấy. Em gọi thằng Sang ở trên phòng sale xuống dắt đi. Đằng nào cũng không nổ máy được, không ai lấy đâu ạ. Ok, thế dạ. Đi. Có chuyện gì đây em? Ôi trời ạ, em nhìn nhầm lại tưởng con chó chạy qua đầu xe, suýt nữa lại đâm vào đó chứ. Em làm anh hết cả hồn. Mà em ướt hết rồi này. Hay bây giờ anh đèo em về nhá. Em không mang theo chìa khóa, mà nhà lại không có ai cả. Còn 15 phút nữa thôi đến cuộc hẹn rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Nhà anh ở gần đây đúng không? Ừ. Hay là anh đưa em về nhà anh nhá. Về nhà anh hả? Anh đừng có hiểu nhầm. Ý của em là em muốn mượn cái máy sấy của anh, sấy khô quần áo sau đấy rồi em đi thôi. Chứ em chẳng nghĩ ra cách nào khác nữa cả. Ok, thế thì bây giờ anh đèo em về nhà anh nhá. Em cảm ơn ạ. Em vào nhà đi. Dạ. Tưởng tượng cảnh mình sống trong căn nhà sang trọng như thế này thì còn gì bằng. Rồi nhất định nó sẽ trở thành sự thật. Đây là phòng ngủ. Bên trong có phòng tắm, tiện cho em thay đồ với cả hong khô đồ luôn đấy. Dạ. Đây, vào đi. Cô ta sướng thật đấy. Lấy được một người chồng giàu có. Rồi chiếc giường này cũng sẽ thuộc về mình thôi. Đây chẳng phải là chiếc váy mà anh Hoàng mua tặng cho cô ta kỷ niệm 5 năm yêu nhau sao? Quần áo em khô rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Với lại em gọi xe rồi, anh không cần phải đưa em đi đâu. Có cái gì đâu. Anh muốn giúp thì anh sẽ giúp đến tận cùng mà. Anh làm như thế thì làm sao mà em dứt ra được? Sao cơ? Dạ không có gì ạ. Xe em gọi ở bên dưới nhà rồi, em xin phép nhá. Em đi cẩn thận. Dạ. Thôi được rồi, về xem lại một vài điều khoản đi cho phù hợp. Ok, để tôi sửa cho. Vào đi. Em chào chị, em mang cà phê cho chị ạ. Nhưng mà chị nhớ, chị đâu có gọi cà phê. Ôi thôi chết rồi, em nhầm. Em xin lỗi nhá, để em mang ra ngoài. Thôi không sao, cứ để đấy cho chị. Em ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng ạ. Này, bà có thấy cái váy con bé đấy mặc quen không? Thì váy của nhà thiết kế nổi tiếng mà. Đúng rồi. Má, cái váy đấy cả chục triệu. Nói đâu ra tiền mà mua nhỉ? Hay là mua trả góp? Hoặc là mượn của ai mặc chẳng hạn. Nhưng mà không hiểu sao nhá, tôi trông quen cực nhưng mà tôi không nghĩ ra ai cơ. Ui, cái đầu. Cái váy đấy có phải giống với cái váy mà ông Hoàng tặng bà không? Không được tin được luôn ý. Đúng rồi đấy. Nói đâu ra tiền mà mua nhỉ? Hay là nó sang nhà bà trộm? Thôi, ra ngoài làm việc đi. Quên mất. Thôi tôi đi nhá. Em chào chị. Dạo này chị nhìn em trông có vẻ khác. Hình như là em trang điểm đậm hơn à? Chị ơi, em mặc một bộ váy đẹp như thế này thì không thể trang điểm xuề xòa được. Đây là bộ váy em lấy của bạn em đấy. Chị thấy đẹp không? Cả công ty này, em tin vào mắt thẩm mỹ của chị Trang nhất. Chị nói bộ váy này đẹp thì nó là đẹp. Em sẽ chiếm hữu của riêng mình luôn, không trả lại nữa. Ai bảo là nó ngu ngơ. Đến cái chuyện em lấy váy còn không biết. Theo như chị nghĩ thì một bộ váy dù có sang trọng đến đâu, nhưng mà nếu như người mặc nhân phẩm không tốt thì nó cũng chỉ giống như một chiếc váy rẻ tiền mua ở ngoài chợ thôi. À, mà sao lại đi lối này? Đây là nhà vệ sinh nam mà. Em đi rửa tay. Nhưng mà tại cuối năm công việc nhiều quá, em cứ nhớ quên ấy, nên là em đi nhầm ạ. Em quên hay là em quen? Con người ta thường hình thành thói quen sau 21 ngày làm cùng một chuyện giống nhau. Em thường đi nhà vệ sinh nam như thế này chắc cũng là do thói quen nhỉ? Hay là tính cách của em như vậy? Chị khuyên em nên bỏ cái thói quen này đi. Nếu không, người ta sẽ nghĩ em là loại con gái không ra gì đấy. Chúc mừng em vì năm nay đã là một nhân viên xuất sắc. Anh có một món quà bất ngờ dành cho em. Đúng là không uổng công mình. Vừa mới vào làm việc chưa lâu mà mình đã nhận được giải thưởng này rồi. Chắc chắn là trong tim anh ấy lúc nào cũng có mình. Thì đến được anh ấy tuyên dương, phải chỉnh trang lại một chút mới được. Thằng nè, chúc mừng nhá. Bằng khen này. Giải thưởng. Thế đây là sao? Anh Hoàng đâu? Sẽ không có anh Hoàng nào ở đây cả. Mọi người nhìn cho kỹ nhá. Nếu như mà muốn giật chồng của tôi thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.